Nằm trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế, sáng ngày 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơ tổ chức hội thi gói bánh bèo nầm lọc với sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn phường. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các tổ chức phố trên địa bàn phường. Mỗi đội thi gói 5 loại bánh: bánh bèo, nầm lọc, ram ít, bánh đúc bằng lá dong hoặc lá chuối. Nguyên liệu phải được chọn là nguyên liệu tươi ngon, được chọn lựa kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Xuất hiện từ hơn 150 năm về trước, nghề làm bánh bèo nầm lọc đã gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Đức Bưu. Hiện nghề làm bánh bèo nầm lọc tại làng Đức Bưu có 54 hộ tham gia sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ lệ 27% trong tổng số 200 hộ dân của làng. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục phát triển nghề truyền thống của địa phương, qua đó tôn vinh các bậc tiền nhân đã bảo tồn lưu giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương, đồng thời giới thiệu rộng rãi các món bánh truyền thống của địa phương đến với người dân và du khách.